bắt hai tên trộm ở hai nhà thờ tất cả 80 chiếc chiêng cổ và nhiều tài sản. Công an thành phố Pleiku phối hợp với công an huyện Igorzai, tỉnh Gia Lai. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Thành Long, sinh năm 1973, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, và Nguyễn Thành Linh, sinh năm 1985, ngụ phường Đống Đa, thành phố Pleiku. Đây là hai đối tượng chuyên thực hiện các vụ đột nhập nhà thờ và bưu điện trên địa bàn để trộm cắp tài sản. Điển hình, vào ngày 14 tháng 6, lợi dụng đêm tối Long và Linh đột nhập vào nhà thờ lây Cho S, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, lấy trộm 33 chiếc chiêng cổ. Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 26 tháng 7, chúng đột nhập vào nhà nguyện giáo họ Pleiku Gió, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku lấy trộm hai bộ chiêng, gồm 47 chiếc một bộ đồ lễ, một nắp lư đồng, một nồi đồng và 10 triệu đồng. Hai đối tượng đã trộm trọt lọt nhiều công chiêng tại nhà thờ và các bưu phẩm, máy tính để bàn, máy chiếu tại bưu điện, sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Bước đầu hai đối tượng khai nhận thực hiện 10 vụ trộm trên địa bàn Gia Lai. Ngay sau khi bắt thành công hai đối tượng, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên, tặng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp không quản ngại khó khăn vất vả để điều tra khám phá án thành công vụ án